Kính chào quý vị đang đến với chương trình thời sự đặc biệt chào xuân mới của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, như vậy là 3 ngày Tết đã qua trong rộn ràng sắc xuân và tình thân ấm áp. Công Thanh và Hằng My xin kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết. Bình Phước xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiệu quả tích cực từ việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mùng 3 Tết Thầy là một phong tục đẹp thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với các bậc sinh thành và những người truyền dạy kiến thức. Khu phố người Việt ở Thái Lan rộn ràng đón Tết. Thưa quý vị, năm 2023, Bình Phước ghi nhận thành công trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, việc thu hút đầu tư của tỉnh cũng đạt được kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Đây là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực với những đổi mới sáng tạo trong điều hành nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiến tạo chính quyền phục vụ, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Năm 2023, Bình Phước đã thu hút được 48 dự án FDI với số vốn đăng ký 824 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% về số dự án và gấp 5,3 lần về số vốn so với năm 2022, đạt 275% so với kế hoạch năm 2023. Bình Phước lần đầu lọt vào top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất nước. Để tiếp tục thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tăng tốc triển khai các nhiệm vụ, trong đó tỉnh sẽ tập trung thực hiện huy động tốt các nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, phát huy vai trò hỗ trợ, dẫn dắt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên tất cả các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm thu hút như là công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, rồi các lĩnh vực kinh tế xã hội để phát triển tỉnh một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Rồi phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các kênh xúc tiến thông qua đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, Bình Phước sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung phát huy hiệu quả chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh, thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tập trung vào các công ty, tập đoàn đa quốc gia, chuyển trọng tâm số lượng sang chất lượng, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng, lấy chất lượng, hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua công tác đối ngoại ở Bình Phước với các nước bạn đã được triển khai toàn diện, hiệu quả với những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoại giao, văn hóa, thu hút đầu tư và thông tin đối ngoại. Các hoạt động này đan xen lẫn nhau và đã góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt và nâng cao đời sống nhân dân. Về xúc tiến đầu tư, trong năm, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, đồng thời đón tiếp 48 đoàn khách nước ngoài với tổng 600 lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh. Các hoạt động này đã góp phần ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao uy tín vị thế của Bình Phước nói riêng. Dấu ấn rõ nét trong công tác đối ngoại thời gian qua là Bình Phước đã chủ động tăng cường mở rộng, đa dạng hóa hợp tác quốc tế với các nước. Bình Phước cũng đã cùng các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia thực hiện đầy đủ các cam kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển kinh tế, thương mại, nông nghiệp, là cơ sở để triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Bình Phước, đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện đề án này, các nhiệm vụ cụ thể để phát triển du lịch theo từng năm đang được ngành văn hóa, thể thao và du lịch gấp rút triển khai.
Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước đã đặt ra mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ phát triển du lịch của năm phải được hoàn thành trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2024. Trong đó, việc tập trung quảng bá cho du lịch Bình Phước là công việc được ưu tiên hàng đầu. Ngoài kết nối các tour du lịch trong vùng, trong khu vực, các món ăn đặc trưng của Bình Phước cũng cần quảng bá nhiều hơn, ưu tiên các hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá du lịch trong nước, đặc biệt là việc xây dựng khẩu hiệu du lịch và truyền đi thông điệp về du lịch Bình Phước năm 2024. Với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể tập trung cho từng giai đoạn, đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, duy trì tỷ trọng khách quốc tế chiếm khoảng 3,21-4% tổng lượt khách, doanh thu đạt khoảng trên 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Thưa quý vị, trong tâm trí của người Việt, câu thành ngữ mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy là một phong tục đẹp thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với các bậc sinh thành và những người truyền dạy kiến thức để chúng ta trưởng thành. Nếu như ngày 20 tháng 11 là ngày lễ của ngành giáo dục nước nhà, khi tất cả những người đã và đang đi học tri ân đến nhà giáo, thì ngày mùng 3 Tết Thầy trong không khí đầu năm mới lại mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng trong quan điểm truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bởi đây là sự nhắc nhớ về vai trò và vị trí của người thầy trong sự trưởng thành, lớn lên của bất kỳ ai. Theo phong tục của người Việt Nam, ngày mùng 1 Tết, con cháu tập trung về nhà họ nội cúng gia tiên, viếng thăm, mừng tuổi chúc Tết, mừng thọ ông bà nhà nội. Mùng 2 Tết, con cháu lại tề tựu về nhà ngoại để viếng thăm, mừng thọ ông bà nhà ngoại. Sau khi chúc Tết cha mẹ, ông bà nội ngoại hai bên, mùng 3 Tết là dành để cho người thầy của mình. Ba ngày đầu năm mới trôi qua là để nguyện cầu điều tốt đẹp cho những người mình yêu quý, cảm ơn người có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với mình. Và hơn nữa, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy còn mang ý nghĩa về việc dành thời gian cho những người quan trọng trong trình những giờ khắc quan trọng đầu tiên của một năm. Điều đó chứng tỏ người thầy có vị trí đặc biệt quan trọng và đối đãi kính trọng với thầy, được xem là một giá trị, nghĩa vụ đạo đức, thể hiện tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày nay, với sự vận động biến đổi của thời cuộc, vai trò của người thầy trong lễ nghĩa phong tục vẫn luôn được đề cao, tôn trọng, và ngày mùng 3 Tết thầy vẫn giữ được ý nghĩa thiêng liêng. Điều có khác đi đôi chút là hình thức thể hiện trong bối cảnh xã hội chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài, nền kinh tế thị trường và công nghệ 4.0. Dù hình thức thể hiện khác xưa, nhưng điều quan trọng cốt lõi là phải giữ được tinh thần của ngày mùng 3 Tết thầy, giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi nhớ về người thầy. Bởi giữ gìn truyền thống chính là giữ gìn tinh thần và những giá trị tốt đẹp được truyền từ đời này sang đời khác trong tâm thức của người Việt. Với mỗi người thầy, người cô trong dịp đầu năm mới, được đón các em học sinh đến nhà thăm hỏi, chúc Tết là một niềm vui đặc biệt. Cùng nhau ăn bánh kẹo, cùng nhau chuyện trò, gửi đi những lời chúc tốt đẹp, gác lại những buồn vui, âu lo của năm cũ, cũng là cách để thầy trò chia sẻ, quan tâm đến nhau hơn. Đặc biệt, đây là dịp lý tưởng để thầy cô đưa ra những lời khuyên răn, dạy bảo trong một không gian khác bên ngoài không gian giáo dục, đầm ấm hơn, nhẹ nhàng hơn. Là một giáo viên, thì mình cũng trong những cái dịp Tết đến, thỉnh thoảng cũng có những cái lớp học sinh cũ trở về thăm. Những cái lúc đó thì cái cảm giác thì rất là trân trọng, trân quý cái tình cảm của các em. Dù là các em không còn học mình nữa nhưng mà cũng nhớ đến người thầy, cũng quan tâm đến thầy cô để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với thầy cô giáo, thì cái rất là xúc động. Học trò ngày xưa và ngày nay đã có nhiều sự thay đổi. Trong giáo dục đào tạo trước đây, người thầy là trung tâm, nhưng ngày nay học trò là trung tâm. Sự thay đổi này kéo theo nhiều biến đổi trong ứng xử và hành vi của học trò. Do vậy, việc xây dựng và giữ gìn mối quan hệ thầy trò càng trở nên quan trọng hơn để người thầy vừa là người dẫn dắt, vừa là người đồng hành, người bạn. Nhưng đồng thời, học trò cũng phải tôn trọng và tôn kính thầy cô.
Cái truyền thống nó vẫn tốt, nhưng mà đâu đó mình thấy cũng có nhiều khi mình cũng có những cái buồn, nhưng mà cô nghĩ là cái đó là cái nhỏ thôi. Nhưng mà cái lớn là phụ huynh người ta vẫn trân quý cái người thầy giáo. Và cái người thầy giáo mà để cho người ta trân quý đó là trong cái quá trình dạy học của mình, trong quá trình giao tiếp với phụ huynh học sinh, mình để lại cái ấn tượng tốt cho người ta. Có thể thấy, dù có khác đi đôi chút trong cách thể hiện, tinh thần và phong tục mùng 3 Tết thầy vẫn đang được xã hội gìn giữ. Dù ở thời đại nào, đạo lý kính thầy luôn được lưu truyền và là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cuối cùng, không chỉ đơn giản là hướng về người thầy truyền thụ kiến thức, mùng 3 Tết thầy còn là dịp để hướng đến bất kỳ ai có ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi con người. Thực hành mùng 3 Tết thầy là thực hành lòng biết ơn để trân trọng hơn những cột mốc trưởng thành khi đi qua những biến cố, những bất an của năm cũ đã qua. Thưa quý vị, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia đang được tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện với những phần việc lĩnh vực cụ thể. Qua gần 3 năm triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân. Cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển đã đem đến mùa xuân nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Bình Phước. Ghi nhận đầu tiên khi về ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, trong những ngày đầu năm mới là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, đáp ứng khá tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Kết quả này nhờ vào sự nỗ lực vươn lên của bà con, sự hỗ trợ tích cực của nhà nước cũng như các chương trình hỗ trợ. Nước nói chung thì cũng quan tâm tới bà con ấp đồng bào Tà Thiết khó khăn tại địa bàn Tà Thiết. Thì cũng cho vốn sản xuất, hai nữa là xây nhà, ba nữa là cho vốn để trồng trọt. Hai năm 2023 thì còn hai hộ nghèo, năm nay thì hộ nghèo của địa bàn ấp là không có một hộ nào. Mục tiêu của chương trình nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển. Thời gian qua, Bình Phước đã triển khai thực hiện đầy đủ 10 dự án thành phần của chương trình trên địa bàn 58 xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm là địa bàn đặc biệt khó khăn và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo người Kinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình này thì cũng có nhiều dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đặc biệt là ở dự án 1. Trong đó thì hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ về giải quyết việc làm, hỗ trợ về di dân định canh định cư, hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe. Đó là những dự án, những nội dung mà rất là thiết thực, mà hỗ trợ trực tiếp cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tự lực vươn lên. Theo kế hoạch, tổng vốn của chương trình là hơn 1.750 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 10%, còn lại là vốn lồng ghép khác. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và cuộc khẩn trương của các cấp, ngành, địa phương, đến nay chương trình được thực hiện đảm bảo các nội dung, chỉ tiêu cơ bản so với kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, ban dân tộc sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó tập trung việc phân bổ vốn và xây dựng kế hoạch của năm 2024. Thứ hai là phối hợp với các địa phương kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định của chương trình, lồng ghép nguồn vốn này với các chương trình khác của tỉnh để đảm bảo cái chương trình nó mang lại hiệu quả. Mùa xuân mới đã về trên quê hương Bình Phước, cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang thay đổi từng ngày. Sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước, sự chung sức của các cấp ngành, cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính những con người thật thà, chất phác, hy vọng
thêm mỗi mùa xuân về sẽ thêm một sức bật mới, tạo đà để đẩy nhanh quá trình phát triển cũng như thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của người dân. Thưa quý vị, Tết là thời điểm để mọi người trong gia đình, bạn bè và người thân có khoảng thời gian thoải mái để tận hưởng những giây phút bên nhau. Sau một năm với bao một bề công việc, học tập thì du lịch đầu năm chính là bước khởi động đầu tiên để mọi người nạp năng lượng cho năm mới. Việc trải nghiệm những điều mới mẻ và khác biệt trong môi trường du lịch cũng giúp mọi người tạo ra một sức sống mới, một tinh thần lạc quan và một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tết năm nay, nhiều người dân ở các tỉnh và du khách đã chọn Bình Phước du xuân để có những trải nghiệm phù hợp. Phong cảnh của Bình Phước nó nhẹ nhàng với lại rất là thơ mộng để phù hợp chụp với lại cái bộ áo dài truyền thống của Việt Nam ta. Với lại là không chỉ có cao su hay là chùa nhưng mà còn có những cái phong cảnh lá cây khác mà nhiều bạn chưa đến Bình Phước có thể chưa thấy được, nhưng mà nếu như đã thấy rồi thì chắc các bạn sẽ rất. Sau một năm quay cuồng với công việc, gia đình và không thể bước mình ra khỏi vô số mối quan hệ xã hội, cuối cùng chị Phương đã quyết định cùng bạn bè hưởng ngoạn tại Bình Phước ngay vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Và Phước Long, vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, là điểm du lịch Tết Nguyên Đán 2024 chị Phương lựa chọn để chiêm ngưỡng cảnh sắc của mùa xuân. Mình thấy những cái bạn khác á, úp rất là nhiều cái hình ảnh ở cái khu chụp farm 1984 này. Mình thấy khá là đẹp, có nhiều góc chụp nên là mình cùng bạn bè đến đây chụp. Mình thấy rộng rãi, thoáng, cái không gian chụp nó cũng đẹp, nó phù hợp với ngày Tết lắm. Trái với quan điểm trước đây, Tết là thời gian dành cho gia đình. Ngày nay, nhiều gia đình đã chuyển những ngày Tết thành một chuyến du lịch và khám phá những miền đất mới, những nền văn hóa mới. Đến Bình Phước, tôi thấy rất thú vị và ấn tượng đặc biệt với các điểm tham quan. Nơi đây có hồ nước, vườn cây, đặc biệt khí hậu rất mát mẻ, rất thích hợp cho việc dã ngoại, thực sự lý tưởng. Tết Nguyên Đán năm nay, bên cạnh hoạt động tăng cường kết nối, tổ chức nhiều tour tuyến đến các địa phương, nhiều doanh nghiệp lữ hành khai thác các chùm tour du lịch trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu của du khách. Với nhiều sản phẩm du lịch được hoàn thiện, người dân và du khách đến Bình Phước có nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị trong kỳ nghỉ Tết. Việc xây dựng, kiến tạo nên những mô hình, những sản phẩm du lịch đột phá, mới mẻ, sáng tạo sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế mới và luôn luôn có sự thay đổi đối với lại du khách. Và việc này sẽ khiến cho tỷ lệ du khách đến Bình Phước và quay trở lại Bình Phước trong thời gian tới ngày càng nâng cao hơn. Du lịch ngày Tết sẽ giúp mọi người tìm hiểu, khám phá được nhiều tập tục đón Tết độc đáo, thú vị. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, vui chơi, trải nghiệm vùng đất mới. Thế nên trong dịp Tết, cùng nhau trải nghiệm một chuyến đi để nạp lại năng lượng cho một năm mới đầy vui vẻ, hứng khởi, để mỗi khoảnh khắc trở thành nguồn động viên và kỷ niệm đẹp của các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, thời gian qua, thị xã Phước Long đã tạo được nhiều dấu ấn về một đô thị đầy năng động, văn minh là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân và doanh nghiệp. Phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông là điều kiện cần thiết cho thị xã Phước Long cất cánh và những công trình thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. Sau khi chia tách vào năm 2009, việc phát triển đô thị luôn được xem là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để Phước Long hòa nhập cùng sự phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh. Năm học 2022-2023 thì trường đã được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, kể cả 10 phòng học và các phòng chức năng cũng như là các cái khối công trình phụ trợ đi kèm. Thì nhà trường rất là vui mừng, phấn khởi với điều này, mà bên cạnh đó thì phụ huynh trên địa bàn cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Mùa xuân này, thị xã Phước Long tròn 15 tuổi. Đến với Phước Long hôm nay, điều dễ dàng nhận thấy là sự trở mình đi lên theo nhịp phát triển của tỉnh nhà. Thời gian qua, cùng với xây dựng và phát triển đô thị theo hướng sinh thái, bản sắc, văn minh, phù hợp quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển của tỉnh, Phước Long đã xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị,
Chỉ tính riêng năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển đô thị, giao thông, hạ tầng kỹ thuật hơn 186 tỷ đồng với 13 công trình, dự án. Nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối thị xã với các địa phương khác được xây dựng, đem lại hiệu ứng tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân. Thực tế là đã thấy phát triển so với cái đường cũ hồi xưa, đi lại thì thông thoáng, thì vật tư chở tới chở lui hay là hàng nông nghiệp của bà con làm ra được thì vận chuyển nó cũng mau lẹ. Những mục tiêu đặt ra trong năm 2023 vừa qua đã được đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thị xã Phước Long thực hiện với nhiều thành tựu quan trọng. Sức sống của đô thị trẻ đang được phát huy mạnh mẽ để trong tương lai không xa, đô thị trẻ, đô thị loại 3 và trở thành một cực tăng trưởng mới của tỉnh. Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai thực hiện các cái kế hoạch chương trình về định hướng phát triển của Phước Long đến năm 2030 đã được xác định trước đó. Chúng tôi sẽ đánh giá từng chỉ tiêu để xác định cái khả năng hoàn thành, để từ đó có cái giải pháp chủ động. Chúng tôi sẽ tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, phấn đấu là sẽ hoàn thành các cái đồ án quy hoạch của thị xã để làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khai thông nguồn lực đầu tư, nhất là các cái nguồn lực đầu tư trong nhân dân. Phố xá rộn ràng của mùa xuân đã đem đến mọi người dân những cảm xúc, nhịp sống tươi mới. Cùng với các địa phương, Phước Long và Xuân trong không khí nhộn nhịp, với niềm vui, niềm tự hào về sức sống mới của đô thị, để rồi cấp ủy, chính quyền, người dân cùng đồng lòng, chung sức xây dựng Phước Long trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi lên cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà. Thưa quý vị, với đông đảo kiều bào sinh sống, tỉnh Udon Thani ở Thái Lan được coi là thủ phủ của người Thái gốc Việt. Sự ra đời của phố Việt Nam, Việt Nam Town tại đây không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống, văn hóa của cộng đồng người Việt, mà còn là nơi thu hút nhiều du khách lui tới khám phá nét ẩm thực truyền thống của Việt Nam, nhất là dịp Tết đến xuân về. Việt Nam Town, phố Việt Nam nằm ở con ngõ 2, đường Xì Sụp, Udon Thani, Thái Lan, nổi bật với cổng chào mang sắc màu đỏ và vàng. Phố Việt Nam được hình thành tại khu chợ Việt, trung tâm thành phố, với 99% người dân là người gốc Việt sinh sống và kinh doanh. Đông đảo bà con kiều bào mong muốn khu phố trở thành địa chỉ đỏ của Việt Nam tại Thái Lan, trở thành trung tâm văn hóa của người Việt thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan. Khu phố Việt Nam Town là có ý nghĩa là dưới bản sắc của Việt Nam ở nước ngoài, là đầu tiên trên thế giới mà có chữ Việt Nam, có bảng Việt Nam và có cổng Việt Nam. Việt Nam Town, khu phố Việt Nam giới thiệu những món ăn mang đặc trưng hương vị của Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam do người Việt chế biến. Sinh sống ở nước ngoài nhưng cô Nguyễn Thị Khẹt vẫn luôn duy trì nấu những món ăn Việt Nam. Điều dễ dàng nhìn thấy, những món ăn cô bán đều là những món ăn dân dã mang đậm hương vị Việt Nam. Và sự ra đời của khu phố Việt Nam đã giúp cho cô Khẹt có cơ hội giới thiệu và lan tỏa ẩm thực Việt đến với những người Thái Lan. Tôi muốn làm những cái chất thức ăn của Việt Nam để cho giữ cái phong tục của người Việt Nam cho người Thái. Họ muốn sang nước Việt chơi và được ăn những cái món Việt. Khu phố Việt Nam Town dường như có sức hút đặc biệt với những du khách nước ngoài đặt chân đến với khu phố. Họ không những được thỏa sức thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt, mà còn cảm nhận được nét văn hóa ẩn sâu trong từng thức ăn đồ uống Việt Nam. Đây lần đầu tiên chúng ta có một khu phố Việt Nam mà được chính quyền sở tại là ủng hộ thành lập và được thừa nhận chính thức. Thì cái ý nghĩa ở đây nó không dừng lại ở cái chỗ nó thể hiện là cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, cái việc duy trì, gìn giữ cái bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tại nước ngoài mà nó sâu xa hơn. Ở đây nó cũng sẽ là một trong những cái điểm đến quảng bá thêm về hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Trong lòng mỗi người Việt xa quê tại Thái Lan, khu phố Việt đã trở thành mái nhà chung. Không chỉ là ẩm thực, thực khách đến đây còn được hòa mình vào không gian văn hóa của Việt Nam. Sự ra đời của khu phố Việt còn là cách để kiều bào tại Thái Lan luôn nhớ về quê hương đất nước mình và giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tới cộng đồng người Thái Lan và du khách quốc tế.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.